À, kính chào quý khách, sắp tiếp tục lên một bộ giảm tốc cho khách. Thì bộ này lực kéo khoảng 100 kg nha, 100 kg nha. Và tốc độ là tối đa là 85 vòng trên 1 phút. Và đang có sẵn một cái pulley. Pulley này khoảng 10 em nha. Đó, thì và động cơ và bộ giảm tốc này sử dụng một cái động cơ Mitsubishi Machinjapan. Thì động cơ này là 200W, tốc độ 3.000 vòng 1 phút. Và những động cơ này á, là theo mình gọi là nội đồng cối đá đó, tại vì bên trong á, là nó là di động to và lọ và nói chung là nội đồng cối đá, tại vì những cái đời cao hơn á, nó không còn cái dạng này nữa đó. Nhưng mà rất là tốt nha. Thì tiếp theo là bộ dập bộ hộp số của hãng Camo, một hãng mà sản xuất rất là chuyên sản xuất hộp số. Ở đây có để là chữ tiếng Nhật nè, chữ tiếng Nhật là có nghĩa là hộp số bi nha, hộp số bi độ chính cấp chính xác cao, camo tỷ lệ 1/, như là 20, 1/20 nha. Hộp số thì ngoài bị trầy sơ sơ thì nhìn ngoại ngoại quan khá là ổn, khá là tốt và quay rất là êm. Thêm được cái bát cực kỳ dày luôn. Cái bát này mình thấy rất là dày. Những cái mà không có bát thì về thì khách sẽ khó xài. Bát dày 15 mm. Bát dày 15 mm. Thì bát này dựng đứng lên. Thì cái bánh răng này nè, cái pulley này nhìn nó bị xét xét chứ, nhưng mà mình thấy nó rất là ổn. Nó không bị móp méo, không bị tức là dây đai nó không bị ảnh hưởng, vẫn quay rất là tốt. Thì bộ này kéo khoảng 100 kg. Các bạn nhìn quay rất là chậm không? Nhưng mà tay mình không thể giữ được nha. Mình không thể giữ được á. Thì lực kéo á, nó sẽ đạt tối đa ở ở cái vòng tua khá là cao. Đó, cho nên ở lực kéo nhỏ gì nè, chậm như vậy thì lực kéo nó chỉ đạt nó có một cái mô hình. Nếu mà tra data sheet của động cơ này nè, nó có một cái mô hình biểu đồ. Thì mình thấy nói đơn giản thôi là lực kéo nó đạt tối đa cao nhất ở vòng tua khoảng 70% và tốc độ. Thì đa phần các động cơ xẹt vô là vậy. Mặc dù ở tốc độ thấp đó, nó cũng vẫn rất là tối ưu. Tuy nhiên thì đạt lực kéo tối đa cao nhất á, là ở khoảng 70% tốc độ nha. Cho nên mình lưu ý khi sử dụng á, thì để đảm bảo được tốc độ cao nhất. Thì ngoài ra, ngoài cái nấm chỉnh tốc độ á, trên bộ điều khiển á, có hai dây đảo chiều, hai dây đảo chiều đặc trưng màu trắng. Bộ này nặng khoảng gần 10 kg nha, gần 10 kg. Hộp số bi, ở hộp số bi thì nó độ chính xác cao hơn hộp số bánh răng, cao hơn nhiều.